12 tỷ đồng là số kinh phí mà Tổng Công ty Điện lực Miền Trung giao cho Công ty Điện lực Phú Yên sử dụng cải tạo nâng cấp lưới điện tại các khu vực có nhiều dự án điện mặt trời nhằm tránh quá tải lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Với số kinh phí này, Công ty Điện lực Phú Yên dự kiến sẽ xây dựng mới hơn 2,5 km, nâng tiết diện lên hơn 20 km đường dây 22 kV trên địa bàn các huyện Sơn Hòa, Sông Hình. Đây là hai địa bàn mà hệ thống truyền tải đang bị quá tải. Hiện nay, Công ty Điện lực Phú Yên đang rà soát hiện trạng mức tải hiện tại và công suất có thể đấu nối điện mặt trời vào lưới điện cho từng trạm biến áp, đường dây trên địa bàn miền núi. Đối với các dự án điện mặt trời có quy mô công suất lớn từ 50 MW trở lên, ngành điện tỉnh Phú Yên đang có kế hoạch bổ sung vào các lộ trình đầu tư xây dựng lưới điện cùng với các dự án đầu tư mới, bởi những dự án này đòi hỏi hệ thống truyền tải phải đủ mạnh để giải tỏa được hết công suất.